Phương Trinh Jolie bị Lý Bình bóc phốt thẳng mặt, Hà Tiện khắc khe, suýt chia tay vì bát nước mắm. Cặp vợ chồng diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình có những chia sẻ lần đầu tiết lộ trước khán giả, kể lại chuyện tình đầy thú vị của cả hai. Đến lúc về chung nhà thì lại vỡ mộng bởi những tật xấu. Vợ chồng diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình từ lâu đã nổi tiếng là cặp đôi vàng của Vbiz. Ngoài việc cả hai phù hợp về mọi thứ, từ ngoại hình tính cách đến công việc, thì Phương Trinh Jolie và Lý Bình cũng được khán giả vô cùng ngưỡng mộ bởi những tình cảm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau. Sau 6 năm hẹn hò, chuyện tình chị em này cũng đã có được kết quả là một đám cưới thế kỷ, được diễn ra vào tháng 5 năm 2022 vừa qua, trong sự vui mừng và hạnh phúc đến từ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những người hâm mộ của cặp đôi. Dù đã công khai hẹn hò và về chung nhà từ lâu, nhưng cả Phương Trinh Jolie và Lý Bình đều hiếm khi nào chia sẻ câu chuyện tình yêu hay những tật xấu của đối phương trước với công chúng. Mới đây xuất hiện tại chương trình Vợ Chồng Son, cặp đôi mới có dịp chia sẻ nhiều hơn trước khán giả. Thậm chí Lý Bình còn nhân cơ hội này để bóc phốt bà xã, những câu chuyện lần đầu công khai khiến ai nghe cũng phải bật cười. Theo đó là cặp đôi khách mời của chương trình, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã vô cùng hấn hở để lên sóng gặp cả hai MC Hồng Vân và Quách Ngọc Tuyền. Tại đây, những tình tiết thú vị trong tình yêu của cặp đôi từ những ngày đầu gặp nhau cũng đã được tiết lộ. Được biết, cả hai lần đầu tiên chạm mặt nhau vào một buổi tiệc sinh nhật của một người quen chung và bắt đầu thấy ấn tượng với nhau từ thời điểm đó. Thậm chí Lý Bình còn chủ động bắt chuyện, tự động xưng hô anh em với bà xã, mặc dù anh là người nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên lúc đó nữ diễn viên có phần dè chừng, chần chừ và không quá chủ động. Chia sẻ với khán giả, Lý Bình cho biết thời điểm đó công việc của anh vẫn chưa được ổn định, vẫn phải đi tìm chỗ đứng phù hợp. Nhưng lúc đó bà xã anh đã vững chắc trong sự nghiệp khiến anh suy nghĩ rất nhiều vì cảm thấy không tương xứng. Suy nghĩ này của anh cũng đã khiến MC Quách Ngọc Tuyên dành nhiều lời khen, cho rằng anh rất đàn ông và chín chắn. Riêng về phía Phương Trinh Jolie, nữ diễn viên còn có những chia sẻ táo bạo hơn. Cô cho biết, lần đầu gặp thấy anh Bình cũng đẹp trai, body 6 múi, tính mình thì cũng không quan trọng vẻ ngoài, cần thiết nhất là phải coi tính cách người đó nói chuyện có hợp không. Nói chuyện được 10 câu thì anh làm mình cười hết 9 câu rồi. Mình lớn tuổi rồi, phải đi tìm người thực sự phù hợp chứ không thể nào tốn nhiều thời gian nữa. Vô là phải kiểm tra liền, xem có hợp tần số không. Cảm thấy hòa hợp và có nhiều điểm tương đồng nhau khiến nữ diễn viên dù gió có thổi đã bắt đầu bật đèn xanh. Lý Bình cũng nhanh chóng nhận ra và chỉ mất 3 ngày để xác định đây là cô gái mà anh cần thay đổi. Phương Trinh Jolie cũng cho biết thêm, khi bắt đầu yêu nhau vì không muốn giấu giếm người đồng hành cùng mình điều gì nên đã thẳng thắn thừa nhận bản thân đã có con từ trước là bé Mia hiện tại. Tuy nhiên điều bất ngờ là Lý Bình rất cởi mở trong vấn đề này. Anh cho rằng điều đó không quan trọng, thứ anh bận tâm là sự chân thành của cả hai, yêu nhau thật lòng thì đó không còn là vấn đề cản trở. Tuy nhiên Phương Trinh Jolie cũng không ngần ngại chia sẻ thêm về một câu chuyện về việc cả hai muốn đảm bảo an toàn, đến với nhau không lo sợ điều gì nên cũng đã cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho cảm thấy an tâm hơn nếu đến với nhau. Quyết định dọn về chung một nhà để tiện chăm sóc và ở bên nhau, từ đó cặp đôi mới nhận ra nhiều điều vỡ lẽ về đối phương. Lần đầu tiết lộ về tật xấu của vợ, Lý Bình đã được dịp khiến khán giả cười nghiêng ngả. Cụ thể anh cho biết, vợ mình tiết kiệm lắm, đi đâu ăn còn dư chút xíu cũng mang về bỏ tủ lạnh, mình toàn lén lén đem bỏ, nhiều khi còn một lát thịt nhỏ vợ cũng tiếc. Mình không ủng hộ việc ăn lại đồ cũ, tiếc ăn vào thì nhiều khi bệnh, còn chuyện chén nước mắm, Trinh thì ăn bao nhiêu, đổ đúng bấy nhiêu, còn mình thích đổ nhiều để chấm đẫm. Vợ bắt đầu thái độ, mình bảo ăn có chén nước mắm thôi cũng không yên, hai vợ chồng hằn học với nhau suýt chia tay. Ngoài ra anh còn tiết lộ thêm rằng Phương Trinh Jolie là một người khá nóng tính nhưng bên cạnh đó cũng khá ngọt ngào. Tuy bóc phốt nhưng khán giả đều hiểu cả hai rất yêu thương và hạnh phúc với nhau. Tất cả mọi thứ đều hòa hợp và tạo nên một tổ ấm nhỏ tràn ngập tình yêu thương khiến nhiều người ngưỡng mộ. MC Hồng Vân cũng đã có cảm nghĩ ngay trên sóng chương trình. Cô cho rằng kể xấu nhau mà mắt hai người này hạnh phúc long lanh lên vậy đó, chắc chắn cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc. Các bạn đã chọn nhau, chọn yêu thương mới thích nghi thay đổi một chút vì nhau để hòa nhập thành một gia đình vững chắc. Hiện tại Phương Trinh Jolie cũng đã mang thai con đầu lòng của Lý Bình được 25 tuần. Khán giả đều rất mong chờ và trông đợi ngày em bé được chào đời. Bên cạnh đó, tổ ấm nhỏ của cặp đôi còn có thêm bé Mia, tên thật Nam Phương, là con riêng trước đó của nữ diễn viên. Dù không sinh ra nhưng Lý Bình cũng hết mực yêu thương chăm sóc bé không khác gì con ruột. Với những chia sẻ đầy đặc biệt, hài hước và có phần lãng mạn trong tình yêu, cặp đôi Phương Trinh Jolie Lý Bình đã khiến ai nấy đều phải suýt xoa ngưỡng mộ cho chuyện tình của họ. Bên cạnh đó là gửi nhiều lời chúc phúc, mong hai vợ chồng luôn yêu thương và giữ được tình cảm như hiện tại.